Tối hôm đó về, Tiêu Thận Kỳ không sao chứ? Người trong giới bọn tôi thích nói đùa linh tinh, cậu đừng để ý. Bây giờ chúng ta đều có hạnh phúc của mình. Cậu nói xem, cậu yêu thầm Tiêu Thượng Kỳ lâu như vậy, năm đó không có kết quả, giờ quay một vòng lại được đáp lại. Trong lòng Tiêu Thượng Kỳ, cậu ấy và tôi cũng là quan hệ không có kết quả. Có khi nào tương lai cũng là biến số chưa, biết không? Cú đánh được phết đấy. Có tiến bộ đấy, ông bạn già. Học theo ông mà. Được được, học theo tôi. Chào buổi sáng. Chào bố, chào buổi sáng, chào nhé. Bố, tối qua uống say à? Sao bố biết? Đánh giá tốt như vậy tôi cũng cảm thấy tin tưởng gấp bội. Phải khống chế tửu lượng. Nếu không khống chế được, rất khó khiến người ta tin tưởng. Còn có thể phát triển công việc kinh doanh. Sao tửu lượng kém vậy? Tối hôm nay tới đây chú tăng tửu lượng cho cháu. Tăng tửu lượng. Ngày đầu uống nhiều, hôm sau uống tiếp. Tửu lượng có thể đạt đến mức thăng hoa. Bố à, tối nay bố rảnh thì tăng tửu lượng cho con đi. Cái gì? Ngày đầu uống nhiều, tối hôm sau uống tiếp chầu nữa. Đó gọi là tăng tửu lượng. Tăng xong là tửu lượng lên. Lý lẽ vớ vẩn ở đâu ra vậy? Tới đây. Đánh tốt đấy. Xem ra cháu thực sự thích đánh gôn. Bác Cao chê cười rồi. Chỉ là cháu thích cảm giác thỏa mãn khi để bóng gôn vào lỗ từ cách mấy mét, kiểm soát một cách tỉ mỉ để đạt được mục đích. Vậy hẳn là cháu cũng rất điêu luyện trên chốn thương trường đấy nhỉ? Đúng rồi, Tổng Giám đốc Cao. Hợp đồng giữa Chí Thắng và bên vận hành hết hạn rồi nhỉ? Phải, bên vận hành bây giờ muốn ký tiếp hợp đồng với chúng tôi. Họ đề nghị chúng tôi 3 năm tới tiến quân vào thị trường Đông Nam Á. Tiểu Kỳ, cháu thấy thế nào về đề nghị này của họ? Theo cháu thấy, thay vì là một kẻ đến muộn ở thị trường Đông Nam Á phát triển, chẳng bằng tiếp tục chiến đấu ở chiến trường hiện có, ổn định ưu thế đã chiếm lĩnh trước. Hay lắm, xem ra thằng bé chuẩn bị rất kỹ. Bác Cao, cho dù tiến quân ra nước ngoài, Đông Nam Á cũng không phải trạm đầu tiên tốt nhất. Với hiểu biết của cháu, mấy năm qua công ty vận hành đầu tư vốn nước ngoài mà bác đang dùng có kết quả kinh doanh không tốt, đang thu lại quy mô về trụ sở Đông Nam Á. Người được lợi ích lớn nhất trong đề nghị này là chính bọn họ. Chí Thắng là tập đoàn hàng đầu trong ngành. Nếu Vân Lan có thể hợp tác với Chí Thắng, chúng ta nhất định sẽ có cái nhìn lâu dài, hợp tác sâu rộng để Chí Thắng đặt tầm cao mới. Ông Tiêu à, thằng bé còn thẳng thắn hơn cả ông. Được, bác cho cháu một cơ hội. Cháu làm một bản kế hoạch cho bác xem trước. Có điều, bác có một điều kiện. Người phụ trách buộc phải ở Hoa Phố, trụ sở khu Hoa Đông. Cháu làm được không? Tổng Giám đốc Cao, cứ xem bản kế hoạch trước đã. Được. Tiểu Kỳ, hôm nay đánh gôn tốt lắm, để lại ấn tượng tốt với sếp Cao rồi. Con lên kế hoạch từ bao giờ vậy? Con không có kế hoạch gì cả, con chỉ muốn đánh gôn với bố thôi. Quán đấy ngon lắm. Tôi nhất định phải đưa cô đi ăn thử. Đúng rồi, Tiểu Nhiên, khóa đào tạo sắp kết thúc rồi, khi nào cô về? Chắc đợi hôn lễ kết thúc. Không thèm ở Hỗ Phố mà cứ phải chạy tới đó. Nơi đó tốt vậy sao? Tôi còn chưa từng đến đó. Giống như chốn Bồng Lai vậy. Cô nên tới đó một chuyến. Nói làm tôi cũng muốn quay về rồi. Hà Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên, vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt. Sao hai người lại tới đây? Đứa hai người chết mất. Tham gia hôn lễ.
Mẹ tôi chi một khoản tiền lớn mua suất tham dự, bảo tôi tới mở mang tầm mắt. Cái này thì tầm mắt gì, không hiểu chứ gì. Nói là hôn lễ, nhưng trong giới khách sạn của họ thì đây chính là bữa tiệc xã giao của những ông lớn trong ngành. Tiền cũng chi rồi, hơn nữa cậu cũng ở đây, không tới thì uổng lắm. Hơn nữa tôi còn đưa chị Huệ đi giải sầu, cho nguôi ngoai nỗi đau thất tình. Cậu ngừng lại đi, tôi tới để gặp Tiếu Nhiên mà. Vậy mọi người giúp mọi người phải làm sao? Thăng cấp rồi, hai hôm nay còn thêm vài người, nó là muốn điều chỉnh lại thời gian phát thanh. Mấy hôm nay phát bản dự phòng. Được đấy, vậy là sắp ăn nên làm ra rồi. Tôi nói cậu nghe, mấy hôm nay anh Hạ ngày nào cũng hất mặt lên trời, gặp ai cũng khoe khoang, nói là buổi tối mấy hôm nay ngày nào cũng phát sóng, trở về thời kỳ đỉnh cao năm đó rồi. Vậy hai người ở đâu? Anh Hạ tìm khách sạn đối tác cho chúng tôi, còn giảm giá ưu đãi cho nhân viên cũ. Có thể gặp được hai người ở hộ phố, đúng là quá vui. Tôi nói trước nhé, tối nay Lý Huệ về nhà ngủ với tôi đấy, được thôi. Sao vừa tới đây đã cho tôi cô đơn lẻ móng rồi? Tôi không biết, bữa này cậu mời đấy. Tôi gọi thêm thịt. Chỉ biết mỗi ăn. Hết người này tới người kia đánh, sắp thành đần độn luôn rồi. Anh mang cho em ít đồ ăn ngon này, chuẩn bài cho tâm sự đêm khuya cùng bạn thân của em luôn. Gặp bạn quên bồ à? Có điều họ có thể tới tham gia hôn lễ cũng rất tuyệt. Sắp tới đây anh bắt đầu bận rồi, cũng may có bọn họ bầu bạn với em. Em đang nghĩ sau khi hôn lễ kết thúc, chúng ta có nên lái xe về không? Nếu như vậy dọc đường có rất nhiều cảnh đẹp, xem như tự lái xe đi du lịch luôn. Anh nghĩ sao? Có phải em muốn về Ngô Tô rồi không? Chắc chắn rồi. Tuy Ngô Tô có mặt tốt của Ngô Tô, hỗ phố cũng có mặt tốt của hỗ phố. Ở nhà có thể ở bên bố mẹ nhiều hơn một chút. Nhưng mà em mới làm phóng viên ở Ngô Tô, em còn chưa được làm tin tức nhiều. Nhịp sống ở hỗ phố rất nhanh, bạn bè cũng chẳng gặp nhau được mấy lần. Không bằng ở Ngô Tô, thường xuyên đi ăn đi uống với bạn bè, ở mọi người giúp mọi người. Còn anh, không nhớ những người ở Quý Phong à? Còn cả Lâm Tông Thái Dương nữa. Hoa cỏ trong nhà phải làm sao đây? Hoa đá còn chịu được thêm mấy ngày, hoa thiên điểu có thể không tưới nước sao? Anh sao vậy? Không có gì. Chúng ta trở về cùng tưới nước nhé. Cháu mặc bộ đồ ngủ mới của Nhiên Nhiên cũng hợp thật đấy. Đúng rồi, cô lấy cho cháu bàn chải. Đầu bàn chải điện cô đã thay rồi. Trên đây còn có nhiều chế độ lắm. Cảm ơn cô. Cháu có một cái Tiếu Nhiên tặng cho cháu ạ. Thế à, vậy thì tốt. Vậy cháu biết dùng rồi nhỉ, cảm ơn cô. Cháu xem, Nhiên Nhiên luôn nói bạn bè ở Ngô Tô các cháu rất chăm sóc con bé. Cảm ơn các cháu nhé. Toàn là Tiếu Nhiên chăm sóc bọn cháu. Lần này bọn cháu rất nhớ cô ấy, nên đích thân tới đón. Con xem, sao bạn con tốt thế chứ? Con đó, mẹ à, để hai bọn con tâm sự đi mà. Được được, vậy hai đứa nói chuyện đi. Mẹ đi ngủ đây, hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Vâng, ngủ ngon nhé, ngủ ngon. Mẹ cậu tốt thật. Giờ cậu có hai cây rồi. Ngô Tô một cây, hộ phố một cây. Được, được mà. Thế nào rồi? Ban nãy tôi thấy cậu và Tiêu Thượng Kỳ dính như sam ngoài cửa. Giải quyết xong rồi à? Tôi thấy cậu nói rất đúng. Hẳn là Trần Phi Nhi cố ý. Đúng rồi, tôi nói cậu nghe. Cậu biết không, lúc trước có một lần Tiêu Thượng Kỳ uống say, cậu ta còn cố ý nhắn tin nói với tôi rằng đó là vì trong tiệc rượu có người nhắc chuyện cũ của họ. Cậu nói xem người này thật không hiểu nổi. Cậu ta sắp kết hôn rồi, làm mấy trò này có ý gì cơ chứ? Một số người thích tìm cảm giác tồn tại một cách điên cuồng trong cuộc sống của người khác. Cậu làm quen là được rồi, chuyện đâu rồi cũng vào đấy thôi mà. Dù sao sau khi hôn lễ kết thúc, tôi sẽ về Ngô Tô với Tiêu Thượng Kỳ. Mắt không thấy, tim không đau. Còn cậu, rốt cuộc là nỗi đau thế nào mà phải chạy tới hỗ phố giải tỏa? Không có gì,
Đừng nói cậu vẫn chưa buông được Đường Nghiêm nhé. Buông rồi. Chỉ là không chạm vào guitar được nữa. Là sao? Nói chung giờ tôi mà chạm vào guitar là thấy khó chịu cả người. Chắc là lúc trước chơi đàn với Đường Nghiêm quá nhiều. Không chơi thì thôi vậy, tôi đâu có kiếm cơm bằng nó. Không sao không sao, vừa khéo tận dụng thời gian này để nuôi dưỡng sở thích thú vui mới. Tôi có thể dạy cậu taekwondo. Tôi thấy cái này được đấy. Gọi Tuyển Minh Vĩ tới tập với tôi. Được đấy. Tôi cũng chưa từng học taekwondo, tôi muốn học. Xem cậu ta là bao cát, ngày mai bắt đầu đánh. Tay không đánh chai đều, bật ngã cậu ta trước. Tôi rất vui vì hai người có thể tới hộ phố. Chúng tôi gặp được cậu cũng rất vui. Bác xem bản kế hoạch của cháu rồi. Góc nhìn rất độc đáo, phân tích cũng rất thấu đáo. Bác rất thích. Bác cố ý gọi cháu tới, không chỉ muốn bày tỏ sự hài lòng đâu nhỉ. Muốn hợp tác với bác cũng được. Nhưng bác muốn cháu đích thân chỉ đạo ở hộ phố. Thực hiện kế hoạch vận hành không phải cần một ai đó, mà là cả một tập thể. Vân Lan bọn cháu nhất định sẽ chọn lựa nhân tài xuất sắc nhất. Điều đó là đương nhiên. Đương người phụ trách tập thể xuất sắc nhất phải là cháu. Bản kế hoạch chỉ là nói suông trên giấy. Vân Lan có thực hiện tốt được không? Nói thật, bác đang đánh cược đấy. Tìm khách hàng ký hợp đồng không dễ, nhưng cũng không khó bằng giữ khách. Bác biết cháu tìm Chí Thắng là muốn làm gì. Bác phải nhắc nhở cháu muốn thoát khỏi đức tụ không hề dễ dàng. Việc mà ba người nhà họ Tiêu dồn hết sức cũng chưa chắc làm được. Nếu cháu không ở tuyến đầu liều mạng hết sức thì sao có thể thành công? Cháu xem thường Triệu Minh Hiên hay là xem thường việc làm ăn ở Chí Thắng của bác? Bác Tao, hãy cho cháu thêm một ít thời gian. Được. Nghe nói phía Vân Lan đang tiếp xúc với tổng giám đốc Cao của Chí Thắng. Xem ra Tiêu Thượng Kỳ định phát triển Vân Lan ở hộ phố. Nó muốn chủ động chèn ép tỷ lệ nghiệp vụ của đức tụ trong công ty. Sếp Triệu, cô Trần đến rồi. Để cô ấy vào. Nói tiếp đi. Tôi nghe nói lúc gửi thiệp mời họ có ý lôi kéo không ít người. Thảo nào cậu ta lại chủ động làm chân chạy vặt. Cách đánh này hoàn toàn khác với nhà họ Tiêu lúc trước. Giờ phía Tiêu Trấn Vân thế nào? Dạo này đột nhiên ra sức ủng hộ Tiêu Thượng Kỳ trong các buổi xã giao, dường như là vì dập tan lời đồn bố con bất hòa trước đây, gây dựng nền tảng cho sự phát triển trong tương lai. Ông ta đúng là con cáo già. Tôi muốn thay họ, nhưng không phải để họ đi trước mặt tôi. Hẹn tổng giám đốc Cao ngay cho tôi. Tôi muốn gặp ông ấy. Vâng. Kiểu tóc này giống nữ thần nhất. Thiết kế cho cô Hà luôn đi. Tôi không cần đâu. Cậu kết hôn mà, cậu đẹp là được. Không phải có một số đồ trang sức tóc mới về sao? Lấy qua đây, chúng tôi cùng nhau chọn. Được. Tối hôm đó về, Tiêu Thượng Kỳ không sao chứ? Người trong giới bọn tôi thích nói đùa linh tinh, cậu đừng để ý. Bây giờ chúng ta đều có hạnh phúc của mình. Cậu nói xem, cậu yêu thầm Tiêu Thượng Kỳ lâu như vậy, năm đó không có kết quả, giờ quay một vòng lại được đáp lại. Trong lòng Tiêu Thượng Kỳ, cậu ấy và tôi cũng là quan hệ không có kết quả. Có khi nào tương lai cũng là biến số chưa, biết không? Trần Phi Nhi, cậu có thể ngoan ngoãn yên tâm kết hôn không? Đừng đụng vào tôi nữa được không?
Tôi biết một số người có thể mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân gì đó. Không cần biết cậu có mắc chứng đấy hay không, nếu hai chúng ta cắt đứt thì cậu cũng không được lợi ích gì đúng không? Tôi... Được rồi, mau làm tóc cho xong đi. Có vài cọng tóc mà làm mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Không cần tôi tiễn cậu thật sao? Không cần. Tôi đi tìm Tiêu Thượng Kỳ, không tiện đường. Cậu bám cậu ấy như thế, sau này yêu xa cậu có chịu nổi không? Yêu xa gì cơ? Thượng Kỳ chưa nói với cậu à? Cậu ấy phải ở lại hộ phố. Tôi ở bên Triệu Minh Hiên, ít nhiều gì cũng biết vài chuyện. Bên này nhiều việc làm ăn, sân chơi lớn. Nhà họ Tiêu đều đang đợi cậu ấy phát huy hết tài năng. Chắc chắn cậu không ngăn cản cậu ấy đâu nhỉ? Hai bọn tôi yêu nhau thế nào không cần cậu lo. Đi thôi. Ông ấy kiên quyết đến vậy à? Thôi vậy, tìm một lý do hợp lý từ chối đi. Đừng đắc tội với Tổng Giám đốc Cao. Con tưởng bố sẽ bắt con ở lại. Đi đâu là lựa chọn của chính con. Bao nhiêu năm nay con vì anh con, vì bố mà đã làm rất nhiều chuyện. Có thể bây giờ nói chuyện này hơi muộn, nhưng con đã có lựa chọn của mình. Bố ủng hộ con. Con về Vân Lan không cần gấp, cứ từ từ. À, phòng của con đã được thu dọn xong rồi. Trong thời gian về hộ phố, con về nhà ở đi. Con biết rồi. Con đi trước đây. Sếp Tiêu đang bận rộn mà phải dành thời gian đón tiếp hai bọn tôi, anh không chê chứ? Do tôi không có thời gian tiếp đãi hai người thật nồng hậu là lỗi của tôi. Chính vì sợ anh tiếp đãi nồng hậu mới hẹn tới đây đấy. Hai người họ đi dạo chợ đêm, mua rất nhiều đồ ăn nên bảo hai chúng ta tới diệt mồi giúp. Sao mắt anh nhiều tơ máu vậy? Ban nãy em không phát hiện ra. Thế à? Chắc là hôm qua không ngủ ngon. Nhiều đồ ăn lắm rồi, đừng nhét thêm bánh gato nữa được không? Bánh gato gì cơ? Ghen ăn tức ở đấy. Vào chuyện chính đi. Chẳng phải chúng ta đã quyết định lúc về sẽ đến điểm tham quan ở lại một đêm sao? Tôi và Tiếu Niên đã chọn một homestay. Homestay đó rất tuyệt, cực kỳ khó đặt. Đặt xong thì rất khó hủy. Vì thế giờ chúng ta có cần bàn bạc lại để quyết định ngày về không? Thế nào? Sau khi hôn lễ kết thúc, có thể cùng bọn em trở về không? Chắc là được. Chắc là cùng về được hay là không cùng về được? Cho bọn em một lời chắc chắn đi. Thế này đi, để anh đặt phòng, được không?